Đây là video thui dê bằng rơm, rất là thơm. Nhìn chú dê rất ngon, vàng óng. Khói tỏa chiều nay, chiều tỏa với đầy. Dạ vâng, để cháu quay lốt.
dê này cứ thường thường là bao nhiêu gì thì coi như được lứa nhỉ? Dạ. Nuôi dê này. À cũng không biết à? Cái này đi bắt. Chỉ đi bắt thôi. Được các ông cũng có kinh nghiệm, ví dụ cũng à, già non ông chỉ biết nấu rồi. Nhưng mà cũng biết phải biết chứ. Có nghĩa là cái tầm nào nó như con lợn ấy chẳng hạn, ví dụ đấy. Ở đây. Thợ là phải chuẩn đi, thấy không? Vì mua lỗi bắt tầm như thế là con nào bụng to, nào bụng bé, thế nào cũng được thịt, được không nhá. Thấy đúng không? Các ông thợ thì lại giỏi lắm, mới kiếm ăn được chứ, ngạc không? Đấy. Như con lợn ấy, nó bảo bớ con nào coi em. Tiết mục nướng dê đã xong. Dê thui rơm. Dê thui rơm. Dê thui rơm đây. Ông nào không trong tàu. Đấy, đến liên hệ với số điện thoại 091 5555. Rất là to.